ở bên ngoài, bầu trời rừng dừa, có lẽ mọi người đã nhìn thấy những lưới sắt kia rồi đúng không? Đó thật ra là lưới tâm linh mà pháp trận dùng đá kim loại để luyện chế. Cô là pháp sư hệ tâm linh đúng không? Lát nữa cần có phối hợp sử dụng sóng ổn định, đem tà linh động viên sau đó để cậu ta và tà linh solo, dùng thực lực lấy được sự công nhận của bọn nó. Được, nhưng mà tôi chưa bao giờ thử thuần hóa, không biết có nắm chắc hay không? Mạc Phàm giả ngơ lủi thủi đi ra một góc, liền gọi anh Pipa, qua, có chuyện gì làm phiền tôi ngủ vậy? Thôi đi, vừa nãy cuộc nói chuyện của chúng tôi cô đều đã nghe thấy hết rồi đúng không? Anh Pipa dựa vào cái lưới pháp trận mà pháp kia thật sự có thể thành công thuần hóa điểu vương không? Nhất định là không được rồi, có thể trở thành điểu vương, vậy ít nhất cũng là cấp bậc á quân chủ, hơn nữa anh còn là con người, cho dù đánh bại được nó trong lòng của nó chẳng qua cũng chỉ là mạnh hơn một vài dị tộc của nó mà thôi, căn bản không có tư cách làm chủ nhân của nó. Vậy làm thế nào mới thu phục được nó? Hừ, nó chỉ có thể thuần phục một người có huyết thống cao quý như tôi, trừ khi anh bảo nó treo dưới tên của tôi, không ngờ lại có một ngày bị khế ước thú của bản thân xem thường. Cũng được, làm như vậy đi, có lợi ích gì không? Lại lợi ích, không có thì không góp sức sao? Vậy thì mình có thể lấy ra át chủ bài. Mạc Phàm nở một nụ cười đắc ý nói, tôi có thể đưa cô đi đến học phủ Minh Châu học tập, anh nói phải giữ lời đấy. Ông lão lúc này lại chỉ tay về phía nhà lưới kia, Mạc Phàm, tà tinh bình thường đều sẽ ở khu vực kia, cậu lên đó trước, đợi chúng tôi thả tín hiệu rồi hành động. Vừa nói xong thì Mạc Phàm đã cố gắng trèo lên thân cây. Đó chính là tà linh sao? Một con vô vũ siêu to đã chờ sẵn ở đó. Ây, Pipa, tôi yêu nó mất rồi, cho đắc dù như thế nào cũng phải bắt được nó biết chưa? Mạc Phàm cũng tới gần tiếp cận nó. Mọi người ở bên dưới tò mò nên không nào mà ngậm được miệng. Mạc Phàm chuẩn bị xong chưa? Chúng ta sắp bắt đầu rồi. Cỗ máy ở trong căn nhà hoang ban nãy đã được khởi động lên. Những tia sáng màu tím sáng rực xung quanh. Một sợi dây dài nhanh chóng đã tới chỗ con vô vũ. Vừa hay đúng lúc nó ra bên ngoài, sợi dây cũng dễ dàng đã bám được vào con vô vũ. Tà tinh đã bị khóa lại. Phương thức thuần hóa này rõ ràng có vấn đề. Nếu so với động viên thì giống như trừng phạt hơn. Apipa đứng phía xa có vẻ đã phát hiện được nguy hiểm. Cẩn thận, nó có lòng thù địch rất lớn với con người. Xem ra tâm linh ma pháp trận võng hoàn toàn không có hiệu quả. Vẫn nên để tôi dùng xà đồng chi lực giúp anh. Mạc Phàm đồng thời cũng ra tay, thuẫn tức di động. Đúng là đủ mạnh đấy, nhưng mà tôi thích nó như vậy. Tiểu viêm cơ, để nó mở mang tầm mắt lợi hại của chúng ta một chút. Tiếp tục lại 1 triệu. Viêm hoàn 3, đám lửa đã cuộn tròn và lao về phía trước. Đám lửa của Mạc Phàm cùng với phản ứng màu xanh của con vô vũ khi chạm mặt nhau đã tạo ra một vụ nổ lớn. Như vặt nó cũng né được sao? Phản ứng nhạy cảm thật. Bất ngờ lúc này lại một đàn chim bay tới. Nhiều ảo ảnh như vậy sao? Cái nào mới là thật? Không hay. Mỗi một ảo ảnh sẽ che giấu sát cơ. Phải dốc hết sức, phải dốc hết sức. Viêm vũ kiếm, chỉ cần giơ 2 ngón tay lên, đám lửa khổng lồ đã thắp sáng cả vùng trời. Đám lửa rất nhanh chóng đã tới chỗ mấy con quái vật. Quá bất ngờ khiến chúng nó không kịp trở tay. Một vụ nổ lớn nữa lại được tiếp diễn. Chỉ còn một con vô vũ sống sót cuối cùng vẫn đang nấp sau những tán lá cây dừa. Lần này phiền phức rồi, chim vô vũ đều đã bị thu hút qua đây rồi. Cô Đường Nguyệt, giúp em tranh thủ chút thời gian. Được, cậu chuyên tâm đối chiến, chim vô vũ cứ giao lại cho chúng tôi giải quyết. Động tác của mình phải nhanh hơn một chút. Phản nghịch ma ảnh, con quái vật lúc này mắt nó đã xanh hoe lên và bay lên không trung. Nó không thể nào trực tiếp trở nên mạnh như vậy được. Nó lấy cơ thể to lớn dần dần tới chỗ Mạc Phàm. Đây là ảo ảnh. Không lâu sau Mạc Phàm đã bị nó đè lên. Bình tĩnh một chút, nhất định sẽ có cách thoát khỏi. Mạc Phàm ở bên trong đã dồn hết sức lực phá mọi cách để thoát ra. Một vụ nổ lớn xung quanh là những ánh sáng tím kèm theo khói bay mù mịt. Mạc Phàm lặng lẽ từ trong đi ra trông ngầu thật chứ. Không ngờ ngươi cũng có năng lực hắc ám, vừa đúng ý của ta. Đến đây đi, còn bản lĩnh gì sử dụng hết luôn đi. Nó lại một lần nữa lao tới. Không hay, bọn nó đều đã trở nên cuồng bạo hơn rồi. Cô Đường Nguyệt yên tâm, em vẫn còn chịu đựng được. Sao thế, không đánh lại nên gọi người giúp đỡ sao? Vừa nói xong thì chúng nó đã xả xuống như một dòng sông tới chỗ Mạc Phàm, khiến những đám lửa xung quanh cậu đều bị dập tắt, những dòng nước càng ngày càng lớn. Tên này lại biết sử dụng thủy hệ, lại có thể làm cả đảo bị ngập. Mục Ninh Tuyết lúc này đã có những lo lắng cho Mạc Phàm. Mọi người có nhìn thấy Mạc Phàm chưa? Cậu ta bị cuốn đi đâu rồi? Nhưng Linh Linh lại không vậy, yên tâm, anh già không chết được đâu. Ông già người trên hòn đảo này nhìn về con vô vũ nói, tôi còn cho rằng hắn có thể đánh bại tà linh. Xem ra là không được lạc quan rồi. Tên đó quả thật rất mạnh, nếu như không có tâm linh mà pháp trận võng, chúng ta cũng khó mà áp chế được nó rồi. Đợi nước rút đi, chúng ta khởi động lại lần nữa. Nhanh lên, bên ngoài nhiều chim vô vũ như vậy, không biết Mục Bạch và cô Đường Nguyệt còn có thể chịu đựng được bao lâu. Cậu đừng thúc giục nữa. Từ đằng sau lúc này có những tiếng bước chân vang tới. Là kẻ nào? Tôi là thẩm phán, trưởng của hội thẩm phán, Nam Hy Sơn Chu Khởi.
hắn ta nó xong cả đám người cũng đứng hình chừng 5 giây. Hóa ra là người của hội thẩm phán, tốt quá bọn họ đến để giúp đỡ. Nhưng bất ngờ tên cao to đứng sau lại phái người, nhốt bọn họ lại, đây là có ý gì? Các người hãy ngoan ngoãn ở in đây, đừng gây thêm phiền phức cho tôi. Trời sắp sáng rồi, mấy người các ngươi ở lại đây trông chừng bọn họ. Những người khác theo tôi ra ngoài tìm Đường Nguyệt và cái tên Mạc Phàm. Ở bên ngoài Mạc Phàm có vẻ như đã chết trôi dưới một dòng nước. Con vô vũ đã bay gần tới cậu. Nó lặng lẽ đi qua chỗ Mạc Phàm mà không một tiếng động. Muốn đi, Mạc Phàm bất ngờ bật nhảy lên cao vút, rồi hạ cánh trên lưng nó. Ha ha, muộn rồi. Sấm sét, một tia sét từ trên lao thẳng tới cơ thể nó, khiến nó bị giật mà đơ cả người. Không gian luật động trọng lực, nham biến trọng lực chi tốc, một hình vuông màu vàng đã nhanh chóng bao vây lấy cơ thể nó. Hửm, thu cánh, hừ hừ, ta sẽ không để cho ngươi bay đi đâu. Ngươi muốn đồng quy vu tận sao, tính cách lại mãnh liệt như vậy. Nó lúc này đã lao xuống dưới nước khiến Mạc Phàm không kịp trở tay, mà cũng bị kéo xuống. Đáng ghét, muốn đụng thì đụng, ta chết cũng không buông tay đâu. Khi bị kéo xuống nước, Mạc Phàm đã phải chịu đựng rất nhiều những khó khăn, mà chính cậu cũng không thể ngờ tới được. Dần dần thì độ sau ngày càng tăng. Không lẽ thật sự phải đồng quy vu tận sao? Con chim vô vũ đã kéo Mạc Phàm xuống đáy của vùng biển sâu thẳm. Hửm, mặn, là nước biển. Phía dưới sơn cốc lại là liên thông của đáy biển. Lần này thì khó đối phó rồi. Lực chiến đấu trong biển của tà tinh cũng không yếu hơn trong không trung, mà mình thì lại. Nhưng mà nó vẫn là bị khóa lại rồi, có xông xuống dưới cũng sẽ kết thúc đúng không? Ở bên trên hòn đảo lúc này, sợi dây được thắt vào con vô vũ lúc này vẫn bon bon lao xuống biển. Cây cối xung quanh cũng đều bị săn phẳng. Đoàn người áo đen ban nãy đang đi tìm Mạc Phàm cũng hoang mang, có chuyện gì vậy? Bên phía còn lại hình như có thứ gì đang còn dùng sức để kéo. Khi sợi xích đến một đỉnh đồi và chuẩn bị rơi xuống, mau né đi, chưa dứt lời thì sợi xích đã văng thẳng vào người tên ngơ kia, máu bay tùm lum. Chu Mẫn, hắn ta do phải giáng một nhát vào chân đồi rất mạnh nên khó mà qua khỏi. Chết rồi, dù sao cũng là một pháp sư cao giai, sao có thể chết được như vậy chứ? Mình phải ăn nói thế nào lại với thẩm phán trưởng đây? Ở bên dưới lúc này con vô vũ đã có những giọt máu chảy ra. Xích bị đứt rồi. Kia là máu, ngươi bị thương rồi sao? Nó kêu lên trong đau đớn một hồi. Vừa nãy không phải ngươi đang còn khỏe sao? Để ta xem thử rốt cuộc là bị gì. Sợi xích này đã đi vào trong cơ thể của ngươi rồi, còn nối cả tim và xương cốt. Ngươi cũng thật là rõ ràng biết dùng lực kéo xích có thể sẽ chôn vùi tính mạng của bản thân, tại sao còn làm như vậy? Đi một hồi thì đã đến một hài cốt của con quái vật khổng lồ nào đó. Lẽ nào ngươi muốn chết ở đây sao? Đừng cố chấp nhận số mệnh nhanh như vậy chứ. Không phải ngươi vẫn luôn bị nhốt ở trên đảo sao? Vẫn chưa đi ra thế giới bên ngoài xem đâu. Mạc Phàm cũng không ngừng cho nó uống những chai thuốc trị thương. Trước tiên là phải cầm máu, ta sẽ nghĩ cách trị khỏi cho ngươi. Ngươi xem, con dân của ngươi đều qua đây hết rồi, bọn nó quan tâm ngươi như vậy, cho dù là vì bọn nó, ngươi cũng phải kiên cường mà sống tiếp. Sát ý mạnh thật, lúc này lại một đàn vô vũ đi tới. Bọn nó là muốn ăn ngươi sao? Khi điểu vương chết bọn nó lại muốn nuốt chủ nhân, gây giống ở căn cứ thuần dưỡng hóa ra đây là loại này. Chả trách kế hoạch thuần hóa lại bị thất bại. Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.